Xin chào bác đã quay trở lại với kênh xe đạp, kênh review đánh giá những chiếc xe đạp chính hãng nhập khẩu. Video hôm nay em giới thiệu các bác mẫu xe đạp đua cùng carbon đến từ thương hiệu VSIP VS720, một là mẫu xe đạp của Đức được trang bị bộ khung full carbon, bộ chuyển động là Microsoft R9, bánh 700C. Toàn bộ phần khung của chiếc xe như có thấy trên hình là toàn bộ được lên từ carbon, dây chạy âm sườn. Cái khung cực kỳ là đẹp, khung tròn rất chắc chắn. Cái phần này nó có một đoạn bo vát cong trong chiếc xe đó, thêm phần mềm mại là đẹp hơn rất là nhiều. Về cái tông màu đỏ đen cực kỳ là thể thao. Tổng thể của chiếc xe thì em đánh giá cái độ mới của chiếc xe nó phải hơn 90% về cái độ mới, từ những cái nước sơn đến những cái xích lip thì còn rất là mới và đẹp. Được trang bị bộ chuyển động Microchip R9, chuyển động đến từ Đài Loan. Như các bác đã biết thì hiện tại thì Đài Loan nó là nơi sản xuất xe đạp nhiều nhất thế giới. Cái Microchip R9 này cũng đến từ Đài Loan. R9 này thì cũng gọi là gần như là cao cấp, nó cũng là dòng cao cấp của Microchip. Carbon VSIP thương hiệu Đức đang bán tại cửa hàng em với mức giá chỉ là 11 triệu 900. Một chiếc xe khung rất là đẹp. Tay lắp nó phải bấm rất là sướng các bác nhé. Đấy, cực kỳ sướng luôn, nhẹ nhàng. Em đánh giá theo góc độ cá nhân thì em rất thích cái kiểu bấm này, cực kỳ là êm ái sướng. Cái cảm giác bấm này còn sướng hơn là có loại Soza hay là Tiagra của Shimano, cực kỳ nhẹ luôn. Em sẽ vào đo size của chiếc xe và test chuyển động để cho các bác xem. Một số bác hay hỏi về giá của những cái chiếc xe em đưa lên, thì thứ nhất là các bác ấn mũi tên trỏ xuống thì ở phần tiêu đề em có công khai giá, hoặc là ở phần cuối video em sẽ nói giá và size của chiếc xe. Ngoài ra các bác ấn đăng ký cộng ấn chuông, chọn tất cả để theo dõi các cái xe em sẽ đăng lên trên kênh trong thời gian tới. Size em đo từ tâm trục đạp đến khóa cọc yên là 48 cm, từ khóa yên tới tâm cổ phốt là 52 cm. Thì xe của các bác từ khoảng 1m 64-65 đến khoảng 74-75 như là phù hợp. Để trang bị với 9 tầng lít và 2 tầng đĩa thì xe có 18 tốc độ khác nhau. Cực kỳ mượt mà mọi người. Giá bán như em đã nói ngay từ đầu video là 11 triệu 900 bao ship toàn quốc cho tất cả các bác, chuyển hết 100% tiền, bảo hành 1 năm cho các bác mua xe. Các bác quan tâm chiếc xe thì liên hệ số Zalo trên màn hình 0975 709 943. Ngoài ra thì các bác đăng ký kênh ở góc phải màn hình cộng với cả đó nút chuông để nhận được những cái thông báo mới nhất về những chiếc xe khác bọn em đưa lên kênh. Cảm ơn các bác đã xem hết video, hẹn gặp lại các bác trong những video lần sau.